duyên phận con người qua các kiếp luân hồi. Thật ra, kiếp luân hồi của cuộc đời trong mỗi chúng ta là một phạm trù rất khó để hiểu và giải thích tính đúng sai của nó. Ở bài chia sẻ này chỉ là một góc nhỏ trong muôn vàn những câu chuyện viết về tâm linh để quý vị có thể tham khảo, còn tin hay không tùy vào nhận định của mỗi chúng ta. Và chắc chắn rằng mỗi câu chuyện chúng tôi mang lại cho quý vị chỉ đơn giản với thông điệp quan trọng: hãy sống và làm những điều tốt nhất có thể vì mình và cũng vì mọi người. Duyên phận có được qua các kiếp luân hồi, vậy làm sao một người có thể biết được mình có duyên hay có phận với một ai đó? Người ta thường nói, bất kỳ một mối quan hệ nào đó tồn tại thì chắc chắn là có duyên, nhưng ở bên nhau được hay không thì còn chờ ở phận. Luân hồi trong tiếng Phạn cổ được hiểu là lang thang, trôi nổi hay đầu thai, tiếp nối nhau giữa các kiếp. Sinh mệnh bị luân chuyển khi chưa được giải thoát hay giác ngộ. Sau khi tái sinh, phần lớn một người sẽ không được phép nhớ gì về kiếp trước đó. Dưới đây là một câu chuyện cảm động giúp bạn hiểu thêm về duyên phận trong cõi người qua những kiếp luân hồi. Tôi gặp được chị Trương trong công ty. Chị làm đầu bếp nấu ăn cho các nhân viên. Chị Trương là người lương thiện, nhiệt tình, khéo ăn nói. Chị hay đổi món để chúng tôi được thêm khẩu vị. Mọi người đều ăn no và rất ngon miệng. Có một lần, trong một buổi cơm trưa, mọi người xoay quanh vấn đề chính quyền Trung Quốc đàn áp môn tập Pháp Luân Công. Chúng tôi cũng phấn khởi tham gia ý kiến. Chị Trương ở gần đó nghe thấy cũng lên tiếng. Ba mẹ tôi đều là những người tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe của họ trước đây không tốt, nhưng nhờ luyện môn này mà nay khỏe mạnh không phải thuốc men nữa. Tôi tuy không học, nhưng tôi biết nó rất tốt. Tôi hiện đã chuyển sang bộ phận khác công tác, nhưng khi có dịp vẫn quay lại phòng ban cũ, vẫn thấy chị Trương nhiệt tình. Trong lòng luôn cảm thấy gần gũi và có duyên với người này, căn nguyên do quen thuộc những bữa cơm canh do chị nấu. Trong một lần thiền định, tâm trí bỗng sáng suốt, đưa trí nhớ tôi gợi về tận vùng Nhạn Môn Quan, tỉnh Sơn Tây thời Bắc Tống. Lúc bấy giờ, tôi là một tướng lĩnh nhà họ Dương trong Dương gia tướng, võ công vô cùng lợi hại, thường xuyên giao chiến với quân Liêu. Trong một lần thắng trận đã bắt sống một đại tướng Liêu quốc. Lúc đó tôi nghe nói y là người rất tiến tâm nên có ý muốn thu phục. Người này rất quật cường, thà chết chứ không chịu đầu hàng. Càng là như vậy, tôi càng cảm thấy y có khí phách. Một ngày nọ, không hiểu sao, tôi lại thấy có hứng, đích thân xuống bếp làm mấy món ăn để đãi tân tướng thua trận. Y ngần ngại trong thức ăn có độc nên không ăn. Tôi liền tự mình ăn trước. Y thấy vậy vững tâm cũng mở miệng cho tôi đút một chút thức ăn vì hai tay vẫn đang bị trói. Sau khi ăn xong một miếng, y nói, món ăn mà ông làm không phải là ngon cho lắm. Đời này chúng ta ai vì chủ nấy, ông cũng đừng làm khó tôi nữa. Sau này tôi sẽ nấu những món ngon để cảm tạ cái ân tri ngộ của ông đối với tôi trong đời này. Nói xong, y cắn lưỡi tự vẫn. Qua luân hồi, trong kiếp này viên tướng Liêu quốc kia đã chuyển sinh thành một phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ này con cái đều đã hơn 20 tuổi, nhưng diện mạo chị ấy cũng chỉ ngoài 40, rất trẻ trung. Thức ăn chị nấu quả là rất ngon, chị lo lắng rằng các nhân viên trong công ty chúng tôi không ăn uống được đảm bảo nên mỗi bữa đều làm rất đầy đủ. Hơn nữa, khi chúng tôi có bạn bè đến thăm, chị ấy đều nhiệt tình chiêu đãi như đối đãi với người thân của mình. Bởi vì thời gian có hạn nên tôi chỉ có thể kể ra được chút duyên phận đã kết nối với chị trong quá khứ, mượn lời thơ sau để bày tỏ nỗi lòng. Xưa kia đối thủ gươm đao, gặp nhau phút chốc xa nhau nghìn trùng, hữu duyên nên lại tương phùng, cơm canh đạm bạc đãi người thiện tâm. Bạn có tin vào luân hồi hay duyên phận không? Nếu có, hãy trân quý nó. Bạn bè, người thân và cả những ai tình cờ trên đường gặp mặt có thể từng là cố nhân nhưng đầy duyên nợ của bạn đấy. Câu chuyện thứ hai, người tính không bằng trời tính. Trước đây có một vị đạo sĩ tinh thông phong thủy thuật số, ông vần dù khắp nơi. Một ngày nọ trời rất nóng nực, ông đói khát không làm sao chịu được.
đi một quãng đường rất xa, khó khăn lắm mới gặp được một hộ gia đình. Ông vội vàng đi vào, nhìn thấy một phụ nữ quê đang cho heo ăn. Ông đi đến chắp tay nói, bà có thể cho tôi một ít nước uống được chăng? Người phụ nữ thấy ông phong trần mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa cười nói, không vấn đề gì, không vấn đề gì. Bà liền xoay tay lại, dùng gầu múc nước đầy, rồi thuận tay bỏ vài hạt cám nuôi heo trong nước uống đó. Nhìn qua, thấy bà bỏ cám, trong lòng đạo sĩ không vui, nghĩ rằng mình chẳng qua chỉ xin một chén nước uống thôi, sao lại xem mình là heo chứ? Người đàn bà này thật đáng ghét, nhưng thật sự là khát quá rồi, không thể chấp nhận được, nên ông tiếp lấy cái gầu. Chỉ hận là không thể một ngụm uống hết cho được, vì những hạt cám đó cứ bồng bềnh như muốn chui vào miệng. Vậy nên ông đành phải vừa thổi vừa uống. Sau khi uống xong, trong lòng đạo sĩ nghĩ, ta phải giáo huấn người đàn bà này mới được. Thế là liền nói với người phụ nữ rằng, tôi biết xem phong thủy, bà có muốn tôi xem giúp không? Người đàn bà nghe xong, mặt mày rạng rỡ nói rằng, thật không dám giấu ông, chúng tôi đang chuẩn bị xây nhà, vậy thì phiền ông xem phong thủy giúp tôi vậy. Đạo sĩ quan sát xung quanh một lượt, ông phát hiện di chỉ một ngôi chùa đổ nát, thế là liền chỉ vào ngay nơi này, nói với người phụ nữ rằng, đây là một mảnh đất quý, ngôi nhà được xây nơi này đảm bảo ngày tháng về sau của gia đình sẽ ngày càng hưng thịnh. Người phụ nữ nghe xong, mặt mày rạng rỡ, hết lòng cảm tạ đạo sĩ, nhưng bà đâu biết được đây là mảnh đất đại hung, bởi vì ngôi miếu này là nơi cô hồn dạ quỷ cư trú. Người đạo sĩ chọn ra mảnh đất này chính là để giáo huấn bà mà thôi. 10 năm sau, trong một lần tình cờ, người đạo sĩ lại đến nơi này. Điều khiến ông kinh ngạc nhất chính là vận may trong nhà người phụ nữ không những không suy bại, trái lại còn sống rất hạnh phúc vui vẻ, một ngày khấm khá hơn. Ông rất lấy làm lạ. Người phụ nữ mời ông đến nhà thịnh tình tiếp đãi. Trong bữa tiệc, bà không ngừng nói lời cảm tạ người đạo sĩ, còn cho biết nhà bà không những sống rất tốt mà còn sinh được thêm 2 đứa con trai. Vừa nói, bà vừa gọi 2 đứa con trai đến, một đứa tên là Đại Phán Quan, đứa còn lại là Tiểu Phán Quan. Sau khi nghe thấy tên của 2 người con trai, vị đạo sĩ đã thông suốt tại sao người trong nhà này lại được sống những ngày tháng tốt lành đến vậy. Bởi vì Phán Quan chính là khắc tinh của ma quỷ trên mảnh đất đại hung này, từ đó biến nó trở thành mảnh đất đại phúc. Cuối cùng, ông không nhịn nổi nên đã hỏi vấn đề thắt chặt trong lòng hơn 10 năm nay. Ông hỏi người phụ nữ, ban đầu tại sao lại muốn bỏ cám vào trong nước uống của tôi? Người phụ nữ cười, bởi vì lúc ấy nhìn thấy ông mồ hôi nhễ nhại, lo rằng ông uống quá nhanh sẽ tổn thương đến tim phổi. Vì vậy tôi đã bỏ vài hạt cám vào trong, như vậy ông sẽ không còn uống vội vã nữa. Người đạo sĩ hổ thẹn nói, một niệm thiện tâm quỷ thần còn khó đụng vào được, huống là con người. Câu chuyện duyên nợ trong tình yêu. Có một chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi một vị sư thầy, tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác? Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem một chiếc gương. Trong đó có hình ảnh một cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường. Mọi người đi qua đều bỏ đi, chỉ có một anh chàng dừng lại, nhưng cũng chỉ đắp cho cô ấy một cái áo rồi cũng bỏ đi. Mãi sau có một chàng trai đến và đem xác cô gái ấy đi chôn. Sư thầy nhìn anh chàng và nói, kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy mà thôi, còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy. Đó chính là chữ nợ, anh chỉ có duyên với người con gái ấy mà thôi. Phật nói rằng kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn của dòng chảy luân hồi, kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Nhiều cặp vợ chồng đôi lứa đang sống với nhau mà một trong 2 người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay.
Những người dung tục sẽ nói rằng người kia là trăng hoa đểu cán, nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được. Sự thật, khi chúng ta đột ngột phải lòng hay nặng duyên tình trong đời này với một ai đó, có thể không phải đơn giản xuất phát từ những lý do từ kiếp này. Câu chuyện phép thử lòng thủy chung trinh tiết của sách Ngạch Đồ. Người xưa rất xem trọng lòng trung trinh của phụ nữ, kỳ thực cũng có yêu cầu trinh tiết đối với nam giới. Mùa xuân năm 1694 sau Công Nguyên, vị đại thần nổi tiếng thời Hoàng đế Khang Hy Triều Thanh là Sách Ngạch Đồ, năm ấy 56 tuổi mới có quý tử, vui mừng khôn xiết. Người quản gia tìm được một vú nuôi để chăm đứa bé. Vú nuôi chăm sóc đứa bé là một cô gái mới 17 tuổi, rất hợp ý với đứa bé. Nuôi đứa bé mập mạp hồng hào. Sách Ngạch Đồ thường cho người đến bế ẩm đứa bé và chơi đùa với đứa bé. Lại nói trong tam giới có hai vị thần, thần áo đen Phùng Chân và thần áo lam Bích Vân. Hai vị thần này nhân lúc nhàn rỗi không có việc mới nói về chuyện ở dương gian. Nhìn vào phủ nhà họ Sách, họ thấy Sách Ngạch Đồ và cô vú nuôi trong lịch sử đã nhiều lần kết duyên phận, không khỏi cảm thán nhân quả luân hồi. Hai vị thần này nhìn lại một lần nữa thì thấy cô gái trẻ làm vú nuôi cho con của Sách Ngạch Đồ kỳ thực là vì một đoạn duyên phận với đứa bé này. 380 năm trước, vào triều Nguyên, có một bà lão cô độc họ Lưu. Nhìn thấy cạnh miếu có một đứa trẻ bị bỏ rơi, thương đứa bé quá, bà ẵm nó về nhà. Không quản sinh hoạt khó khăn của bản thân, bà lão dưỡng dục đứa bé, lại đặt tên cho đứa bé là Lưu Trường. Người trong thôn thấy cuộc sống của hai người khó khăn, lúc nào cũng tới tiếp tế cho họ. Bà lão dùng cơm trăm nhà để nuôi lớn đứa bé. Chẳng ngờ đứa trẻ lên 10 tuổi thì mắc bệnh sốt rét qua đời. Bà lão khóc tưởng như chết đi sống lại. Vào triều Thanh, Lưu Trường chuyển sinh thành cô gái trẻ, còn bà lão chuyển sinh thành cậu bé trong phủ họ Sách. Nói về duyên phận, vị thần áo đen nói: con người chuyển sinh, nếu như hai người duyên phận tốt và đều chuyển sinh thành nam nhân thì họ sẽ là anh em nghĩa khí. Còn nếu chuyển sinh thành nữ thì họ sẽ là chị em tốt của nhau. Tuy nhiên, phân biệt chuyển sinh thành nam nữ thì khó tránh khỏi động tâm lẫn nhau. Cho dù đã có gia đình thì cũng khó tránh phạm phải sai lầm. Vị thần áo lam nói: vì tất đã như vậy, bởi vì trong mê duyên phận đài mà thâm, tự biết trân trọng, trong tâm sẽ có cảm giác thánh khiết, chưa đến nỗi động phải sai lầm. Hai vị thần bên nào cũng cho mình là phải, tranh luận mãi không thôi, cuối cùng đánh cược một phen, lấy thời gian nhân thế là nửa tháng làm hạn. Hai vị thần đã đánh cược với nhau, khó tránh có một vài mưu tính đằng sau. Vị thần áo đen làm nặng tâm sắc của Sách Ngạch Đồ, còn vị thần áo lam gia cường chính niệm cho cô gái trẻ. Vào một buổi chiều ngày nọ, Sách Ngạch Đồ đột nhiên phát hoảng, tay chân luống cuống không biết tại sao, bỗng nghĩ đến đứa con trai co chân chạy miết, khiến đám nô tài đứng ngẩn ra. Nhìn thấy con rồi, tâm tư còn chưa định lại, vô ý liếc qua cô gái trẻ, thấy tim đập thình thịch, cảm giác cô gái rất là nữ tính. Đúng lúc đứa trẻ lại đòi bú sữa, nắm ngay lấy cô gái. Cô gái tay chân luống cuống, vội bồng đứa bé vào phòng trong, buông rèm lại. Sách Ngạch Đồ lui ra, giống như hồn siêu phách lạc, lại cảm giác hình bóng cô gái vô cùng quen thuộc, giống như người quen, nhưng lại không nghĩ ra là ai. Trong tâm cứ vương vấn mãi sự việc ấy. Đến tối, Sách Ngạch Đồ lại tới nhìn đứa bé, ánh mắt vừa vô ý, vừa cố ý hướng vào cô gái trẻ. Cô gái phát hiện cha đứa bé bỗng nhiên khác trước đây, tay chân cũng gượng gạo, vội chỉnh lại nhan sắc, cảm giác căng thẳng dị thường. Sách Ngạch Đồ cảm thấy thương hại, nói cô gái không cần phải như vậy, nhưng cô gái vẫn không dám phóng túng. Ban đêm cô gái nằm mộng, mơ thấy Sách Ngạch Đồ tới, nói sẽ ban vinh hoa phú quý cho cô, nói lời biểu cảm, cử động tùy tiện.
Cô gái choàng tỉnh, cảm thấy rất buồn nôn, tựa như muốn ói mà không ói được, nên đi hớp chút nước rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi. Trong tâm nghĩ, có thể là do tâm lý mình quá căng thẳng đây. Sau một lúc mơ hồ tiến vào giấc mơ, tình cảnh lại tái hiện. Sách nhặt đồ, lại động tay động chân, cô gái trẻ liên tục cự tuyệt. Sách nhặt đồ nhảy bổ đến, trong chớp mắt biến thành hình tượng con sói, răng nanh sắc bén, đầu lưỡi đỏ lòm. Cô gái hét lên một tiếng thất thanh rồi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh nhễ nhại không còn dám ngủ lại nữa. Suy ngẫm mãi về giấc mộng này, nghĩ nếu sách nhặt đồ quả thực như vậy thì bản thân làm sao ở lại đây? Lại nghĩ tới chồng, con, cha mẹ, nhất là nghĩ tới mẹ mình dạy con cực nghiêm, con gái phải giữ mình trong sạch. Câu nói như vang vọng bên tai, vừa không muốn làm vú nuôi nữa, vừa không nỡ xa đứa bé. Nghĩ tới nghĩ lui, trằn trọc miên man, mãi tới nửa đêm mới dần chìm vào giấc ngủ. Còn sách nhặt đồ, đêm hôm ấy cũng mộng thấy cô gái trẻ. Cô gái trong mộng làm sách nhặt đồ tỉnh dậy khó mà quên được. Sách nhặt đồ thận trọng cảnh giác chính mình, vì sao lại có giấc mộng này? Hơn nữa bản thân đã 56 tuổi rồi, còn cô gái trẻ chỉ mới 17 tuổi. Trong tâm nghĩ sự việc như vậy không thể trở thành thật được. Ngộ nhỡ truyền ra ngoài, bằng hữu môn đệ quan lại sẽ nhìn mình như thế nào đây? Sách nhặt đồ liền đoan chính hành vi bản thân, không nhìn tới con trai nữa mà tập trung ý chí ức chế cách nghĩ này của mình. Lại tới Phật đường cầu Phật, thỉnh Phật giúp đỡ bản thân xa rời vọng niệm. Sau hơn 10 ngày tu thân dưỡng tính, sách nhặt đồ cuối cùng cũng đã ngăn được suy nghĩ động trời không biết đến từ đâu đây. Đầu não thanh tĩnh lại không còn u mê hỗn loạn nữa. Còn cô gái trong hơn 10 ngày ấy cũng không ngừng củng cố chính niệm của mình. Cảm giác bản thân giống như đã biến thành một liệt nữ trinh tiết. Khi hai người gặp lại nhau, đôi bên đều rất hờ hững thản nhiên, lại trở thành giống như ngày xưa. Hai người trải qua đợt khảo nghiệm này, duy trì duyên phận thuần tịnh như vậy tại nơi ấy. Còn hai vị thần thánh đánh cược với nhau trên thượng giới kia, khi gặp lại nhau, vị thần áo lam cười lớn nói, "Tôi nói đúng rồi nhé." Vị thần áo đen cam tâm chịu thua nói, "Một cá nhân tâm chính, ước thúc bản thân, bất cứ ngoại lực, ngay cả thần lực cũng không thể khiến anh ta lay chuyển. Thiên lý chính là việc của người cần phải do bản thân tự tuyển chọn." Câu chuyện Một lời ước hẹn mấy đời làm tăng khó thoát tình duyên. Tôi và vợ tôi không phải người cùng một tỉnh. Khi tôi chán nản buồn bã đã quen được cô ấy. Sau này trải qua bao nhiêu trở ngại, chúng tôi mới kết thành vợ chồng. Thời gian đó, chúng tôi đã vượt biết bao khó khăn. Trong tâm, tôi luôn cảm thấy mình nợ cô ấy rất nhiều. Cô ấy có tính hay dựa dẫm vào tôi. Nếu một ngày không nhìn thấy tôi, thì tâm thần bất an, đứng ngồi không yên. Tôi khai mở một số ký ức ở những đời trước. Vợ tôi cũng vì thế mà thường nói với tôi, "Kiếp trước em và anh rốt cuộc là có quan hệ nhân duyên thế nào? Anh không thể xem một chút sao?" Tôi nói với cô ấy rằng điều này không thể cưỡng cầu được. Vào một buổi tối, tôi lại một lần nữa vượt qua không gian và thời gian của luân hồi, trở về hơn 1.000 năm trước, nhìn thấy được những ân oán giữa tôi và vợ. Trong kiếp đó, sau nhiều năm tôi xuống núi Vân Du, khi trở về chùa Vĩnh Hoa thì sư phụ đã viên tịch rồi. Bởi vậy chúng tăng trong chùa chọn tôi lên làm trụ trì. Không lâu sau đó, tôi bắt đầu lập đàn giảng kinh tuyên dương Phật Pháp. Khi đó tôi chưa đến 30 tuổi, những người họ thường hay trêu đùa tôi là tiểu phương trượng. Cùng với ảnh hưởng được mở rộng, hương hỏa trong chùa ngày càng thịnh vượng. Khách hành hương, các tín chúng, những người hỏi đạo đến tôi đều không cự tuyệt. Một hôm, một nhà giàu họ Lý có việc đi qua chùa, ông dẫn theo người nhà, tiện đường liền lên núi thắp hương kính Phật. Khi uống trà nói chuyện thì biết được cả nhà ông đều kính phụng Phật Pháp hay làm việc thiện. Vì nghe nói tôi tu luyện trong Phật Pháp đạt được trình độ nhất định nên ghé vào thăm, thuận tiện cho chúng tăng một ít đồ cúng. Đi cùng còn có con gái của ông, dáng vẻ khoảng 16-17 tuổi, dung mạo đoan trang.
Cô nhìn thấy những câu kệ tôi viết, liền cầm lên xem hồi lâu, rồi chợt hỏi chuyện một cách tò mò. Tôi khiêm tốn trả lời từng câu hỏi. Không lâu sau thì họ phải lên đường. Khi từ biệt, tôi mới phát hiện ánh mắt của Lý Tiểu Thư không rời khỏi tôi. Ánh mắt đó, từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc qua. Bỗng nhiên tôi thấy chấn động, tâm tư suy nghĩ bất định tự nhủ. Ta tu hành từ nhỏ đến nay, tự nghĩ định lực bản thân không hề nông cạn, làm sao trước nữ sắc lại thất bại thế này. Từ hôm đó, nhiều ngày, khi đã tọa không thể nhập định được, những suy nghĩ bất chính liên tiếp đến, dần dần phải qua thời gian dài mới có thể chế phục được tâm ma này. Từ đó, tu luyện trong Phật Pháp không dám có chút buông lơi nữa. Một năm sau, dưới núi có người vội vã đưa đến một bức thư. Thì ra là thư của Lý Viên Ngoại. Tôi vừa mở ra xem, mồ hôi lạnh liền toát ra, vội vàng niệm Phật hiệu. Trong thư, con gái Lý Viên Ngoại từ sau khi ở chùa về, không lâu sau thì ngã bệnh. Không còn cách nào chữa được, không tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Tiểu thư không nói, người nhà cũng không có cách nào. Sau này mới ít nhiều biết được là vì tương tư tôi nên thành bệnh. Nghĩ tôi là người trong Phật môn, chuyện này chẳng phải trò cười hay sao? Nhưng không biết làm thế nào, vì sức khỏe con gái ông càng nguy kịch, chỉ còn cách mời tôi từ bi xuống núi thăm con gái ông một lần. Việc cứu người là khẩn cấp, do đó tôi vội vàng thu xếp công việc và đồ đạc, rồi theo người đưa thư xuống núi. Sau nhiều ngày thì đến gặp được Lý Phủ. Lý Viên Ngoại trong lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy tôi đến bèn vui mừng ra đón rồi dẫn vào trong nhà. Dường như đã có người sớm báo cho tiểu thư, Viên Ngoại ở bên ngoài gọi tiểu thư. Con gái, con xem ai đến này. Tiểu thư từ từ ngồi dậy khỏi giường, nét mặt ửng hồng khe khẽ hỏi tôi. Cao Tăng, ngài đã biết rồi sao? Lời nói có vẻ mệt mỏi, cơ thể biểu lộ ra vẻ yếu ớt. Tôi vội vàng thi lễ, ra hiệu cô ấy không nên cử động nhiều. Sau đó tôi giảng giải về Phật Pháp, muốn cô ấy vượt qua chướng ngại tình cảm nam nữ. Nhưng cô ấy tựa như nghe mà không nghe. Lúc sau hỏi tôi, Cao Tăng, kiếp này ngài và tôi không thể đến được với nhau ư? Tôi liền lập chưởng nói, đúng vậy, tuyệt đối không thể được. Nước mắt cô gái lăn dài trên má. Một hồi lâu sau, cô ấy chỉ vào gói đồ trên bàn và nói, hôm nay gặp nhau, không biết khi nào mới lại tương phùng. Tôi tặng cho ngài một bó tơ lụa làm đồ cung dưỡng, mong Cao Tăng nhận cho. Tôi ấp úng nói, cái này. Dáng vẻ của cô ấy làm tôi không nỡ cự tuyệt. Vậy Bần Tăng xin nhận, cảm tạ nữ thí chủ, Bần Tăng xin cáo từ. Xin nữ thí chủ an tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đọc nhiều kinh Phật, sức khỏe sẽ sớm hồi phục. Thấy cô ấy lặng im, tôi liền quay người bước ra khỏi phòng. Cao Tăng, xin hãy thong thả. Tiểu thư ở phía sau lưng tôi gọi. Tôi quay người lại, nữ thí chủ vẫn còn việc gì muốn nói hay sao? Ánh mắt cô gái lộ vẻ kỳ lạ. Nếu đời này ngài tu không thành thì sao? Tôi đáp lời cô ấy, nếu đời này ta không tu thành, đời sau vẫn tiếp tục làm tăng. Nếu đã như vậy, giải lụa này xin làm tín vật, kiếp sau tôi lại lên chùa tìm ngài. Nói xong, tiểu thư quay người đi vào trong. Trở về chùa được 2 năm, nghe nói sau khi tôi rời khỏi đó không lâu, Lý Tiểu Thư đã qua đời trong sầu não. Việc này đã khuấy động đến cả một đời của tôi. Quả nhiên trong kiếp đó tôi tu không thành. Chớp mắt đã đến đời sau, tôi quả nhiên lại chuyển sinh thành hòa thượng. Sau đó ở chùa Vĩnh Hoa tiếp tục làm trụ trì. Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, đã lại đến Trung Thu, ngày thứ 2 là ngày hương hội. Buổi tối khi tôi đã tọa nhập định, bỗng nhiên trước mắt hiện lên một khoảng không rõ ràng, rồi xuất hiện công năng nhìn được tương lai quá khứ. Tôi biết được mình là phương trượng tiền nhiệm chuyển thế và cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra. Sau khi xuất định, chỉ biết than thở rằng định số, đúng là định số. Ngày hôm sau,
người đến hành hương rất đông. Đến trưa, nghe thấy bên ngoài cổng chùa có tiếng truyền vào, trong tâm tôi máy động. Đến rồi, cuối cùng cũng đã đến. Lát sau, các khách tăng dẫn người có dáng vẻ là quan viên đi vào đại điện. Lễ Phật xong, ở trong phòng khách mời tôi tiếp đón. Vị quan viên vừa nhìn thấy tôi, liền nhìn kỹ trên dưới, rồi không ngừng gật đầu. Quả đúng như thế, quả đúng như thế. Hai tay tôi hợp lại trước ngực. Xin hỏi đại nhân từ đâu đến, có việc gì ạ? Người đó bỗng như giật mình tỉnh giấc trả lời. Ta đến từ Trường An, vì con gái mà đến quý tự tìm người. Tôi nói, tìm người ư? Trường An cách Vĩnh Hoa tự cả trăm dặm, làm sao có người cô ấy cần tìm được? Các khách tăng đều cảm thấy kỳ lạ. Là như vậy, người đó giải thích, ta có một cô con gái, nó giống như viên minh châu trong tay vợ chồng ta. Chẳng mấy chốc đã đến tuổi kết hôn, rất nhiều người nó cũng thấy vừa mắt. Một hôm, nó mơ thấy chồng mình là người nơi cửa Phật, hơn nửa kiếp trước từng có ước hẹn. Cụ thể hiện giờ ở chùa nào, dáng vẻ ra làm sao, còn có tín vật làm chứng, nói rõ ràng mười mươi. Ta cũng là người tin Phật, mặc dù bán tín bán nghi, ta vẫn muốn đến trước để hỏi dò và nghe ngóng xem sao. Không ngờ, rất đúng với lời con gái nói, không sai chút nào. Các sư đệ bên cạnh nghe không lọt nữa, tức giận nói, vớ vẩn, phương trưởng chúng tôi là cao tăng đắc đạo, sao lại có thể giống như lời ông nói được. Tôi đưa tay lên ra hiệu bảo họ đừng nói nữa, rồi đi vào nhà kho mở hòm gỗ của phương trưởng tiền nhiệm để lại, lấy ra gói đồ để lâu đã bị bụi phủ kín, cảm xúc dâng trào. Sau đó trở lại phòng khách, đặt gói đồ lên bàn, rồi nói với vị quan viên, đây chính là tín vật mà con gái ngài nói, đó là di vật của tổ sư. Lúc này, các tăng nhân trong chùa lại ngày càng đông, có người chen vào trong phòng, đứng không được liền chen lên cửa sổ, chen nhau mà thở, hiếu kỳ chăm chú vào mọi việc xảy ra ở đây. Vị quan viên nói, vậy thì ngài hãy mở gói đồ đó ra xem. Mọi người lần lượt hướng ánh mắt về phía tôi. Được rồi. Tôi nhẹ nhàng mở gói đồ ra, quả nhiên nó là một bó vải lụa màu trắng. Mọi người đều ngạc nhiên. Bỗng nhiên, vải lụa đó phát ra ánh sáng nhạt. Các tăng nhân cùng tụng niệm Phật hiệu, phủ phục xuống quỳ lại. Lúc lâu sau, mọi người mới giật mình tỉnh lại. Vị quan viên đó nói với tôi, nếu tất cả đều là sự thật thì xin cao tăng thu xếp rồi cùng tôi lên đường vào phủ, chọn ngày để cùng tiểu nữ hoàn thành hôn sự. Con gái tôi kết hợp với ngài đúng là trai tài gái sắc. Cả đại điện bỗng chốc tĩnh lặng, mọi người đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Tôi suy nghĩ một lúc rồi chỉnh lại tăng y, ngồi ngay ngắn trên chiếc bồ đoàn, trong tay lần chuỗi Phật châu niệm một đoạn Phật hiệu, nước mắt lăn xuống với dáng vẻ đau thương. Là nợ nghiệp kiếp trước làm ta hai đời không thể giải thoát được, đành đứt đoạn từ đây, đợi đến khi đắc lại chính pháp vậy. Nói xong, tự mình làm tọa hóa mà rời đi, tọa thiền cho đến khi viên tịch. Đây chính là quan hệ nhân duyên giữa tôi và vợ. Trải qua luân hồi nghìn năm trong đời này, chúng tôi đều sinh ra trong gia đình nghèo khó. Nơi trần thế mênh mông này nối tiếp tiền duyên. Mặc dù xa cách nghìn dặm, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến với nhau. Hơn nữa lại là duyên lành quy y Phật Pháp, buông bỏ tình, tiếp tục tu hành trong một pháp môn không cần xuất gia mà vẫn có thể tu thành. Vậy mới biết mọi sự trên đời đều là hai chữ nhân duyên. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.